Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu Touring đến từ thương hiệu ở Nga mà em từng giới thiệu trong thời gian vừa qua. Velab model VP Pro 01 với tông màu chủ đạo tông màu trắng điểm chỉ đỏ trên khung xe. Thì đây là một trong những mẫu Touring thứ hai về bên cửa hàng bên em. Thì trước đây em có về một chiếc Touring vô đắt cũng là model VP Pro 01 với tông màu xanh đen. Thì về nay em về một chiếc tông màu đỏ trắng. Và các bác yêu thích những tông màu sáng dòng Touring. Vâng, và xin chào, bây giờ xin chào các bác chiếc xe. Vâng, trên khung cùng các bác đây là cái mẫu Touring đến từ thương hiệu Nga mà em đã nói video từ trước đây. Dòng xe Volat VP Pro 01 dòng khung nhôm. Khung nhôm Volat VP Pro 01. Đấy. Trước em đi em có về một chiếc mẫu model giống hệt như vậy thì là với tông màu xanh đen, thì là em về một chiếc trắng đỏ. Phối màu cũng rất là sáng và bắt mắt. Khung bản rộng giúp cho cái bộ khung sẽ rất là chắc chắn. Với cái tông màu rất là sáng, tông màu trắng đỏ. Đây là website chính hãng của Volat, volat.com. Hotspot trên điểm chỉ trên khung xe đằng trước ở giữa. Dòng thể thao. Dành cho bác mới tập làm quen đi những dòng xe Touring thì đây là một lựa chọn hoàn hảo dành cho các bác. Giá rất là tốt cho các bác, dành cho những bác nơi ưa thích những dòng Touring đường phố. Đến từ thương hiệu Nga, Volat và đồ 01. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Volat với bản theo xe, cổ phốt ghi đông nhôm. Xe được trang bị với tay lắm sừng trâu, báng cao su, tay cầm báng cao su đúc. Báng cao su đúc cầm rất là êm tay, giúp cho bác mọi tư thế hoạt động và sử dụng trên tay lắm, tư thế người ngồi. Xe sử dụng với bên tầng tay bấm xả 8 tầng lip chính hãng với bản theo xe. Đằng trước sử dụng với cụm phanh đĩa của Shimano. Bên phải em được sử dụng với 3 tầng đĩa. Và đằng sau xe sử dụng với cụm phanh đĩa của Shimano. Xe đánh giá còn độ mới còn rất là mới. Tuy có một vài vết sức ở trên khung xe thôi, nhưng là sức lông mèo, nhìn cũng không thể thấy rõ được vì trong nó chỉ sử dụng xe không thể tránh khỏi. Lớp sơn rất là đẹp lắm nhé. Bên dưới khung bản được thiết kế theo lục lăng, bản rộng, khung nhôm. Càng hợp kim. Cũng là tông màu trắng điểm chỉ đỏ. Sử dụng với vành nhôm hai lớp chính hãng của Volat. Vành nhôm hai lớp, bản rộng, bản 3 phân. Lốp còn rất là mới. Sử dụng lốp Kenda. Kích thước lốp 700x23C. Bề mặt lốp còn rất là mới. Cọc yên chính hãng nguyên bản theo xe Volat. Yên Volat Sport. Gạt đĩa của Shimano Touring. Trang bị với 3 tầng đĩa. Củ đề sau là củ đề Shimano Antut. Trang bị với 8 tầng lip. Lip đen chính hãng của Shimano.
vành nhôm hai lớp chính hãng của Volat. Với tông màu xe rất là đẹp, cái tông màu đỏ trắng, đây cũng là một cái tông màu mà em yêu thích. Và cho bác tôi thích những tông màu sáng. Dòng mẫu tua đinh tay ngang. Và bây giờ em xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 47, 47, 48. Chiều cao khung ngang là size 51. Thế là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Bây giờ tôi xin vào nhà chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 8 tầng lip, lip đen Shimano, phủ đề Shimano Ancut lên lip. Xuống lip. Vâng, chuyển động rất trơn tru và mượt mà. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano Tuley. Xuống đĩa. Lên đĩa. Carbon. Vâng, em vừa lấy anh đã tổng thể xong chiếc xe Volat VP Pro 01 với tông màu trắng đỏ. Và xe giá tốt bên em là 4.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Còn hẹn các bác chưa ngày mai.